Em mới đọc vụ ở TV tàu chở hàng tông sập cầu luôn. Chuyện nhỏ mày ơi, chuyện tai nạn, chuyện nhỏ, chuyện này mới lớn nè. Bữa nay cháy chung cư bên TV, số người gọi là về 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 với Chúa thì thống kê đó, về thời điểm này tối thiểu 15 người. Nhưng chung cư nhìn nó cũ xì mà nó cao cao mấy em, chung cư nó cũ xì cao, mà nguyên nhân được phát hiện là nghe đồn hay là gì đó, lửa bốc lên từ một cái gara đậu xe đạp điện, từ gara đậu xe đạp điện mà mở rộng ra vấn đề mà giờ nó Trung Quốc á, là thiên hạ đệ nhất xe điện. Thì bạn làm món Trung Quốc với Mỹ á, thì bạn đặt cái kèo ngược lại bên Mỹ, nó có xảy ra vậy không? Nếu có thì như thế nào? Vậy thôi, bên Mỹ chắc ăn kiện sắp mặt ha anh. Nói chung bên Mỹ là cái tỷ lệ người ở chung cư nó cũng thấp lắm, mà nó làm gì nó có gara để xe đạp điện mày. Cùng lắm ai chơi xe đạp thì chiếc hai chiếc bỏ ngoài thôi chứ, hiểu không? Hiểu hiểu không? Bởi chơi xe hơi mà. TV họ mới gãy thêm hai cầu nữa, hai người đai, ba người mất tích, mấy cái tai nạn nhiều khi trong quá trình nữa là trong quá trình làm cầu khảo sát chưa có tới, rồi biến đổi khí hậu nước nó xiết hơi nhiều mày, cậy thông cảm đi. Nói chung là cái ông TV này cũng xây dựng quá trời quá đất luôn mà. Thì cái gì mà đụng tới mẹ thiên nhiên thì mẹ thiên nhiên lâu lâu hắt xì cái thôi, sao anh biết được? Do chiếc tàu chạy đâu đó đâm vô cây cầu anh, nó gãy trụ sập luôn cầu. Sao ai biết, đo nồng độ cồn của tài xế đi. Nhưng mấy chuyện nó tai nạn người ta nói gì giờ trời. Anh đánh giá sao về thủ tướng gì Thatcher, được gọi là Iron Lady, bà đó nổi tiếng không em? Anh không nghiên cứu gì bà đó nhiều, nhưng mà anh biết bà được khen và nó được rất là khen và nổi tiếng. Có hai tổng thống, một là ông gì đó, ông gì cái thời mà chiến tranh thế giới thứ hai, quên bà tên rồi ta, Churchill đó. Churchill với bà đó, hai là bà mới nhắc đó, Thatcher gì đó. Mà bà đó có một cái bà ký văn kiện với Trung Quốc trao trả Hồng Kông đó, bà đó. Ô tô phụ tùng ô tô giá rẻ của TV tạm nhập tái xuất qua Mexico được cho là sẽ bị Quốc hội Mỹ cấm nhập để tránh phá giá. Chết ông Mexico luôn. Đúng không? Chết ông Mexico luôn. Mỹ gì dự định tung thêm 500 lệnh trừng phạt vào Nga, Nga sẽ như thế nào nhỉ? Quan trọng là cái lệnh nó định gì mới biết không? Giờ nó mới hù hù thôi chứ biết lệnh gì, tung đúng ngày, canh đúng ngày mới tung. Nói rồi mà ở bên bên Mỹ với NATO coi ngày mấy em. Nga, Ukraine còn qua không anh? Qua đều đều. Bữa nay Nga mới tung đăng tin nó lại mới lụm được một vật thể nghi là Patriot, chưa thấy Ukraine phản hồi. Nhớ nha, nghi là Patriot thôi nha, mẹ chém gió đi. Cái tập cầm đèn chạy trước ô tô nữa nè. Nga phá hủy Patriot tào lao. Bản thân của Nga, Nga chỉ nói là nghi một vật thể là Patriot. Tôi nói chung lụm một cái nhà kho, nghi là trong cái nhà kho đó có chứa Patriot. Phía Ukraine chưa lên tiếng. Mà hồi đó giờ trong lịch sử là cũng lụm nhiều con Patriot bơm hơi rồi đó. Con Patriot bơm hơi đó nha mấy em. À, kiến thức tin tức phải nắm cho đúng, rồi muốn nghĩ sao nghĩ thế thôi. Thấy trang Deep State xác nhận được anh, kệ bà trang đó. Chừng nào Ukraine, bộ quốc phòng Ukraine nói ra tao mới tin. Phải công nhận, hai bên công nhận chứ. Thí dụ như bộ quốc phòng Ukraine mà im luôn thì có thể là có, nhưng mà người ta sĩ diện, ta không nói. Còn ngày mai lên cãi bập liền là 50-50 à. Mà cái video đó nhìn chả thấy rõ luôn. Anh coi video rồi nhìn không thấy gì hết đó, thấy cái nhà kho có cái máy giống như tập game của anh vậy thôi. Xong cái bay vô một phát, một nói Patriot, anh cũng biết nhìn vô chỗ nào giống Patriot nữa. Thì cái vấn đề đó mình chỉ nhìn như vậy thì biết như vậy, đợi các bên liên quan người ta đứng vô người ta lên. Mày Patriot làm như dễ bắn lắm, khó lắm ông nội, phải dễ đâu, nên tìm hiểu kỹ đi. Anh không nói là nó không bắn, nhưng mà thông tin cái data tới ngày hôm nay không đủ để khẳng định chuyện đó. Ok gì à, nay bác sĩ bên hàng đình công quá trời, em nghe ông anh đi sức lao động ở bển, ông nói về đặt lịch khám không không được luôn, đau răng mà không đi được nhổ nằm chịu trận. Chưa tới lượt sức lao động lên tiếng mày, đậu dân của nó còn nằm chịu trận đây mày, sức lao động mày nằm đó mày đòi ý kiến. Cái này người ta gọi là tối ngày đòi trò lên cái mâm VIP không á. Em chưa là công dân, em có tư cách thiệt chứ bộ gì ra đó thôi à. Cái chuyện công dân hàng để người ta ý kiến, giờ ví dụ giờ tự nhiên công dân hàng mà giờ đau răng mà giờ bốc nó vô hốt mà mày không bốc thì cái đó thì cũng ngậm ngùi. Còn đằng này công nhân bên bển nó đang đình công, dù bác sĩ tất cả mọi thứ đều frozen lại, mày có cái răng thôi chứ kiến cái còi gì, nhìn việc không nhìn người chứ không phải làm bố thiên hạ đâu. Gì cũng tới lượt mình, không có ra nước ngoài đã học cái thói gaslight, còn mày không biết gaslight tao kêu mày làm mọi rừng thế thôi. Vì Trump giở cắt cơm Ukraine nên các nước NATO gần Nga đang cầu cho Biden thêm khóa nữa. Chuyện đó bình thường. Ông Trump giờ ông lo mấy vụ chạy án đủ đuối rồi. Thiệt giờ thấy không lẽ giờ nói gì Republican thời mặt vận thì nó kỳ chứ thiệt. Armenia đình chỉ CSCO với Nga rồi anh biết rồi em. Cái này trước sau cũng tới mà, bây giờ nói chung là
là gì Ukraine today, Armenia tomorrow. Tại vì bây giờ là Armenia là giờ nó muốn nó đổi đời rồi, thẳng là bạn vậy thì chắc chắn những cái gì liên quan tới Russia là Armenia sẽ từ từ là stop. Sao Zimbabwe lạm phát dữ vậy anh? Ủa cái nước nó chết queo rồi bạn chị mày. Tao nói giờ mà nghiên cứu về châu Phi nữa thì không biết cái gì nghiên cứu luôn. Nói chung là châu Phi là một phần tất yếu của thế giới thôi, thôi bỏ tay. Đề tài mà châu Phi đã nghiên cứu không nổi mấy em. Nhiều khi thấy mấy nhỏ bên bển nó cũng vô tư, nó hồn nhiên, đá banh, đá bóng rồi nhìn thấy yêu đời. Không biết cuộc sống ngày mai 18 tuổi làm gì nữa trời. Thiệt luôn á, nhiều khi không biết sao luôn á. Hình như cái chỗ nó sống vậy á bạn. Nó đừng, đừng nó, nói chung là đừng có bình luận về châu Phi đồ này nọ, không biết đường đâu nói luôn á. Cái gì có thằng kia dấn thân vào tư bản, đồ này nho, này đặt nít nho mấy em. Dấn thân vào tư bản nữa, ghê thiệt. TV giờ là điểm tựa của nước nào không anh Russell? À này em khịa thôi chứ Nga chừng năm nữa là đuối gì thắm đòn. Nói chung bây giờ Nga nó chung chung quá, cái gì của Nga. Phải cái gì của Nga chứ em, nói chữ Nga nó chung lắm. Muốn nói về Nga phân tích mổ xẻ từng vấn đề từng góc cạnh. Mẹ của những người lính ngã xuống, đó cũng là Nga vậy. Thậm chí ông gì mới ngã xuống cũng là Nga luôn đó. Nhưng mà thôi, chuyện Nga nó dài dòng lắm em, bữa nay có một chuyện này vui kể nghe giải trí đó. Giải trí là gì do future do choice nè. Ngày xưa cách đây gần 10 năm đó, ở bên xứ mặt trời mọc châu Âu nha, mặt trời mọc châu Âu chứ phải mặt trời mọc châu Á. Ok, à đảo quốc sương mù, à đúng rồi đảo quốc sương mù mấy em đó, có một người thiếu nữ gọi là gì 15 years old đó, tuổi teen phơi phới mùa xuân, máu trong người đầy lý tưởng đó. Cô ta đã làm một cuộc cách mạng với bản thân bằng cách đi theo tiếng gọi con tim và lý trí, đi đến một vùng đất hứa, vùng đất thánh ngày xưa đó gần Jerusalem, gia nhập binh đoàn IS và lấy một chiến binh người Islam để làm husband. Cuộc đời đẹp như mơ và tình yêu đẹp như thơ. Cô ta đã sống những ngày tháng cực kỳ hạnh phúc theo góc nhìn của cô ấy thời điểm bấy giờ. Cô ta quay về với anh, cô ta nói: "Ngày xưa em sai rồi, thằng đó nó vũ phu quá, nó quýnh em, nó bạo dâm em, nó bạo hành em, nó làm đủ các kiểu hết. Bây giờ cho em về với mẫu quốc đi." Xong rồi tòa án của đảo quốc sương mù nói: "Không, ngày xưa tao tước quốc tịch của mày rồi. Bây giờ tao không cho mày vô nữa. Mày hãy vững tin trên lý tưởng mày đã chọn." Đâu qua sông nhỏ này cũng lì lắm. Trong quá trình cướp bóc và chôm chĩa những năm tháng rong ruổi trốn sa mạc, tích lũy được mớ tiền đi mướn luật sư mấy em. Ồ mà đi mướn luật sư nó lại đảo quốc sư tử không có quyền tước quốc tịch của tao. Tao đẻ ra đây tao có một quốc tịch thôi, mày tước quốc tịch tao tao đi về đâu? Xong rồi cái lên tòa tối cao nói: "Kệ mụ mày." Đó, góc nhìn mấy em, góc nhìn. Không góc nhìn anh thấy chỗ đảo quốc sư tử, đảo quốc sư một chỗ này ác quá mày ơi. Từ công dân của mình mà không mà không có dang rộng vòng tay ra cứu rồi. Mang giật nhỏ đó. Giờ nhỏ đó như là giờ nhiêu mấy 23 tuổi rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ đánh người trả lại. Nhưng mà ngộ lắm nha. Con nhỏ này á mặt nó không giống ông sắt sông em. Nó hiểu rồi gì? Chỗ này hiểu rồi chứ gì? Cái đó có phải con người không? Cái đó có phải là một sự việc được vận động trong cuộc sống ngày hôm nay không? Cớ sao tối ngày Nga với Mỹ hoài vậy? Tụi anh nó ác mà anh, ừ nó ác lắm. Biết con nhỏ lầm đường lạc lối mà không cản. Rồi giờ con nhỏ hối đầu quay lại không nhận. Em làm kinh doanh hàng gia dụng mới biết hàng thuộc nhiều bà TV ạ. À. Họ cấm biên cái là mệt luôn. Ôi ai biểu mày, chịu thôi bán sức cho tao đi, sợ gì? Sợ có tiền mua thôi, sợ khách hàng không có sợ khách hàng có tiền mua thôi chứ không sợ gì đó. Sợ mắc. Bán sức nhanh là sợ mắc mấy em. Nói chung làm ăn cũng phải chọn cửa mà chơi mấy em. Chơi thằng nào á nó có một con cá nó ăn cái lưng thì mình cũng ăn được cái đuôi. Ở mà chơi với thằng nào mà ăn có con cá mà cái xương nó còn cho chó nó ăn nữa mình cũng ăn được gì hết. Thì đó là sự chọn lựa thế thôi. Không biết nói làm sao thế giới nó vận động vậy mấy. Messi cũng không cứu nổi Argentina nên nhớ vậy. Quang Hải đi qua trời Âu đá rồi phải quay về. Sao không nói Quang Hải mê Tây đi, kêu nhỏ đó qua đảo quốc sư tử đi anh. Đảo quốc sư tử nào chứa nó mày ơi. Anh mà cũng chứa nó, không ai đảnh chứa nó hết á. Tụi dây nó là giống dây kìa. Xong rồi nó lận nhỏ đó khi mà nó cưới đó nó phải làm vợ của bạn bè nó tùm lum lưa luôn, nói chung là giống như địa ngục trần gian rồi đó. Giờ nó to trong cái màn tâm sự của nó đó, nó kêu mọi người hãy dang rộng vòng tay cứu rỗi đời nó. Rồi xong rồi nó có bầu hai đứa con bị đai luôn. Xong rồi nó đẻ được mấy đứa nữa đó, má về làm má đẻ hay gì đẻ dữ trời. Nhỏ nó giờ nó quay lại no choice, không ai cứu nó.
có nước đi qua Zimbabwe thì may ra. Giờ nếu Đài Loan chịu xe lại nhận từ sản phẩm chip bán dẫn cho Tiwi, anh nghĩ Tiwi có suy nghĩ lại chuyện cho qua không? Đây là lập luận của mấy đứa trẻ trâu. Cái chip là cái chuyện là đi cướp thôi, còn cái chuyện đó là cái vấn đề địa chính trị của Trung Quốc với Đài Loan. Vành đai đảo số 1 của Mỹ, đâm lũng sườn Đài Loan thì chui được vành đai đảo số 2, mà chui ra được vành đai đảo số 3 rồi đi khắp thế giới, bá chủ thuộc về ta. Nên cái chữ cái chip đó là chiến lợi phẩm thôi, không thể nào đem cái chiến lợi phẩm ra mà điêu được. Anh nghĩ sao khi Nga giàu có lên vì nghỉ chơi với châu Âu và nhờ có bạn Tiwi và Ấn tương trợ? Khỏi nghĩ gì hết trơn hết á. Tổng kênh Nga giàu lên, hao tu giàu, ăn rồi đi dập lửa miết luôn, giàu chỗ nào mấy em nói thiệt á. Nhiều khi mấy em nói chuyện bị gì á, phải nhìn vào thực tế đi, đúng không? Mình phải nhìn vào thực tế, từ đó mình bỏ chút xíu tình cảm như là đúng. Tình cảm là gì? Phải không? Tour Moscow, đêm trắng nước Nga. Có mà, lên trên Viettravel search đi. Đó là mình bỏ tình cảm vô. Chứ đừng có nói khùng, nói điên, mất công mà người ta đánh giá mày có thù với tri thức. Giờ đâu mấy em chỉ với chị, chỉ chỗ Nga giàu đi. Đọc cái tựa báo đúng không? Qua phỏng vấn từ người Nga đi em. Ăn thêm 500 lần cấm vận nữa kìa. 500 là phía Mỹ, tới phía châu Âu chưa bàn. Vậy thì mà hỏi mấy em tại sao có 500 lần cấm vận đó. Ở đây các bạn có nghĩ là ừ, sinh nhật 2 tuổi thì bên phía phương Tây tặng quà. Tặng quà đó có lý do chứ không phải tự nhiên cái tự nhiên 2 tuổi tặng quà. Nga giàu tình cảm, tình thương. Mấy em biết băng Noel không mấy em? Tìm hiểu phải nghiên cứu về băng Noel nữa nha. Nga giàu tài nguyên, chính xác. Tài sản ngầm cực nhiều. Tài sản ngầm là gì má? Giàu tài nguyên thì đúng rồi đó. Nhưng mà tài sản ngầm là gì? Ý nó rửa tiền hả? Tài sản mà có tài sản ngầm nữa. Ghê thiệt chứ, này có phim hơi bị nhiễm. Châu Âu nó là tình xưa với Nga rồi hả anh? Tặng cho 500 món quà. Tài sản dưới lớp băng tan, á đù. Giữ thiệt thôi, móc lên ăn đi con. Tao miễn bàn luôn. Tài sản dưới lớp băng tan đồ. Xét về mặt bằng chung, Nga còn chưa giàu bằng Tiwi đúng không anh? Nga sao giàu bằng Tiwi? Mày coi thường Tiwi quá đáng luôn mày. GDP đồng người Tiwi bây giờ hơn Nga rồi đó. Mà dân số hơn Nga nhiều lần? Chừng đó thôi đủ trả bài chưa? Mấy em phải hiểu đúng về Tiwi. Chứ không phải là các em lúc nào cũng coi thường Tiwi đâu. Bây giờ nếu mà không có Tiwi á, thì Nga bây giờ chạy xe hơi còn khó đó, chứ không phải giỡn đâu. Đúng nhận sai cãi nào. Nhiều khi bây giờ cái Tiwi, cái tủ lạnh gì đó là cũng phải nhờ anh bạn Tiwi support. Thời thế nó đổi rồi mấy em ơi, hiểu không? Thời thế nó thay đổi rồi. Giả sử thời con Buscon thì chiến sự Ukraine và Gaza sẽ càng khốc liệt hơn, vì tính ổng nóng lắm. Ổng ân đền quán trả thôi chứ nóng gì mày. Buscon hiền mà, ân đền quán trả thôi. Nhưng Buscon qua bên Việt Nam mình đó, năm 2004. Hôm nay Nga bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày 2 năm bị dân tình troll là ăn mừng chiếc máy bay tình báo bị rớt. Nga chỉ có 4 chiếc thời Xô, giờ còn 2 chiếc thôi. Thì 2 chiếc đó Ukraine nó tiễn đó. Ukraine ác ăn được phá hoại không à. Này là tôi nói vui nha các bạn, chứ phải tôi chửi Ukraine ác nha. Còn các bạn nào nghe được ba cái vô rồi không hiểu câu chuyện, nói với Nguyễn la Ukraine ác đó. Xong rồi hôm nay đi phá thêm cái nhà máy gì đó, luyện gan, luyện thép gì lớn nhất nước nữa. Giờ Ukraine vũ khí ít rồi, tài trợ yếu rồi, chuyển qua chiến tranh phá hoại rồi mấy em ơi. Nga bị cấm vận, du khách phương Tây có được phép đến Nga không anh? Ông cô nội nó cũng dám đi nữa. Nếu mày có đi không? Người ta làm ta làm nhà báo ở bển thôi kìa, hốt mấy ông rồi kìa. Giờ Mỹ cứu ra cứu chưa được nữa. Rảnh thiệt chứ. Đúng là suy nghĩ của trẻ trâu. Dân làm ăn thấy chạy không kịp nữa, tự nhiên bày bay đầu bị chui vô. Đấy là hỏi khẹ nè mấy em. Nó hỏi khẹ nó. Mà mấy thằng cái mỏ nó vậy thôi, chứ kêu nó vô nó không dám vô, nó xào xào vậy thôi à. Sống không có thành thật. Cái gì à, Ukraine nói pháo hoa rất đẹp và hứa sẽ giúp cho Moscow có nhiều điểm sáng. Hamas làm pha vong quốc luôn hả anh? Có thể nói vậy. Phá thiệt ông nội đó, lít chuột ác hơn kia nữa. Thế giới là như là có một phe nó muốn gọi là đổi luật đó mấy. Nếu tính về lâu dài thì Israel chắc kêu người Gaza đai gần hết luôn quá. Cái đó mày phan nói đi, chỉ vấn đề là tại sao ông nội kia bắt cóc con tin bây giờ người ta giả cho 4 tháng mà chưa thả. Chừng nào mày thả ra rồi mà nó còn giả nữa đó thì ok. Liên Hợp Quốc bay đem vô quốc bóp luôn. Còn bây giờ á, không có lý. Nói chung á, là bây giờ là Israel á, là cả như là lỡ tay quá trời quá đất rồi. Cái chuyện đó không có binh. Nhưng mà ngược lại cái ông nội kia tại sao tới giờ chưa thả? Còn nếu mà lỡ lụm ta hết rồi ra cáo buộc đi, dạ em lỡ tay bỏ đói đó, giờ đi hết rồi em thông cảm. Giờ anh trả thù cũng đủ rồi, em hứa ngàn năm sau không tái phạm anh. Không hiểu ý đồ của ông Hamas giữ con tin làm gì, trong khi càng thêm đuối và cứ cố chấp. Chắc nghe ai đó số bậy rồi chứ gì. Tật ngu nhất nghe người ta suối.
đem vận mệnh nước mình ra giỡn chơi. Bây giờ anh nghĩ coi, bây giờ người dân Palestine bị thảm, bị đai như vậy đó, thì cái lực nước của nước Palestine như thế nào? Chắc chắn yếu lại 10 năm luôn. Giống như giờ chơi game đế chế đi, đang làm bình thường tự nhiên bầy ngựa đó bay vô diệt tộc chết 20 dân, thôi out game luôn, đánh gì nữa. Mà trong khi đó, Palestine mới có đời 2 à, chưa xây được nhà chính, quýnh nhà chính bốc khói luôn. Nhà chính thì chưa sập mà dân đai 20 người, thôi out game nghỉ, không đánh nữa đó. Nó gọi là tụi em phân tích, nó mắc cười lắm. Nói chuyện tụi em nói chuyện, ta nói là ăn cơm cà, nói chuyện thế giới cũng có lý đó. Tức là trình độ không có mà thích nói chuyện thế giới. Israel lần này muốn diệt chủng luôn rồi, tao không biết, 50-50 thôi. Cũng có thể là âm mưu của mấy ông nội đó tính vậy, nhưng mà mình cũng không đủ chứng cứ, mình không dám nói gì luôn. Cuộc chiến Israel và Hamas, anh nghiêng về bên này nào hơn ạ? À? Tao là công dân ưu tú, không lẽ nghiêng về Hamas? Mẹ biết hỏi ghê luôn trời. Nó hỏi câu này nó còn không biết ai đúng ai sai luôn á. Thí dụ như hỏi ừ nghiêng về Israel hay là Palestine, thì cái đó anh còn không đam mày nặng vậy. Mày hỏi thẳng luôn, anh nghiêng về Israel hay anh nghiêng về Hamas? Em mới đọc tin A50 của Nga bị Patriot của Ukraine hạ, anh nghĩ sao? Thì giờ bắn qua bắn lại chết đồ, chuyện bình thường. Rồi sau này làm thêm chiếc máy bay mới, cộng cộng điểm cho GDP vậy thôi. A50 mua được 5-6 con su lần, anh nghe kinh lắm, sao nó mắc dữ vậy anh? Máy bay Do Thám mà em. Máy bay Do Thám là quan trọng lắm, giống như em chơi game đế chế mà đời mới đời một chết ngựa là cái như xong. Mới đời một chết ngựa là cái như xong. A50 bị hạ trên lãnh thổ Nga, kiểu này mất mặt Nga rồi anh Duy. Ồ, đánh lộn mất mặt không mất mặt gì mày ơi. Đánh lộn mà đời ăn không của người ta đâu ra. Mày thụi người ta ăn cái mày phải ăn một cước chứ. Chuyện đó bình thường, con đường bạn chọn. Nếu Nga thắng Ukraine thì Nga có biến Ukraine thành thuộc địa không anh? Chứ mày nghĩ đổ bao nhiêu xương máu tiền của và thời gian đó thì biến Ukraine thành gì cho đẹp em? Mày hỏi ngây thơ không ơi? Chắc mày còn chinh nè. À. Hôm nay lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ đặt lên Nga và các bang liên quan, trong đó có 8 công ty của China và 16 công ty của Turkey dính đòn. Ủa tại sao vậy? Nó phải có lý do chứ. Giờ sang Nga làm được không anh? Giờ sang Nga làm được không Nga? Bây giờ nó giành luôn hả? Đâm last working day. Last working day của em ở công ty cũ cũng là on board day của nhỏ từ Nga về. Rồi cho mấy em coi giờ phần triệu phú nè. À, triệu phú Đức. Nói chung Đức giờ là vượt Nhật rồi nhóm em. Đức bây giờ tin vui là không phải là Đức vượt Nhật ngày trước, đã là trên Nhật rồi. Rồi sau đó là nó bị lùi này nọ kia thôi. Đức á, thì bây giờ là kinh tế số 2. Có lộn số 3, số 2 kỳ lắm. Số 2 nó cũng không sai đâu, nhưng mà số 3 đi. Đó, là tin nhất. Tin thứ hai á, là giờ Mercedes là thương hiệu xe hơi vượt luôn Tesla rồi. Mercedes vượt qua Tesla rồi. Rồi tin buồn là giờ Đức có vô gia cư lên báo luôn em. Nhưng mà độ sốc của tin buồn này là người vô gia cư này á, là triệu phú. Và tự bài báo là triệu phú sống như người vô gia cư. Rồi tóm lại là vô gia cư hay là triệu phú. Rồi đọc nha. Ông Henby 80 tuổi ở thành phố Ramtas gì đó không biết, có tài sản hàng triệu đô nhưng hàng ngày vẫn lang thang các con phố bới thức ăn trong thùng rác và thứ tích trữ người khác vứt đi. Đại loại là thằng cha này là homeless vì đam mê nha mấy em. Homeless vì đam mê chứ nhà có 1 triệu đô. Đó, sốc chưa, sốc chưa? À, gặp tụi bay mà có 1 triệu đô tụi bay ăn đùi heo liền luôn chứ dễ gì. Cuối năm 2023 ông vừa rút hơn 750.000 đô để mua nhà thứ 10. Mua nhà thứ 10. Số tiền còn lại ông gửi ngân hàng để lấy lãi. Người đàn ông tiết lộ luôn biết cách gia tăng tài sản và không tiêu tốn tiền bạc vì hạnh phúc khi sống bằng thức ăn nhặt được. Rồi thấy sao, thấy sao mấy em, thấy sao, thấy sao? Nè coi góc nhìn không lép vui lắm. Tôi tiết kiệm cả đời nên không thực sự cần tiền để trang trải cuộc sống, ông nói. Từ nhiều năm nay ông chỉ mua ít dầu ăn để chiên nấu thứ gì đó, hoặc thứ gì đó nếu hết, vì đa phần các thứ đều có trong thùng rác. Má thùng rác ở bên Canlon thì sao ta, không biết thùng rác ở trong Canlon bới có đồ ăn không mấy em. Má thùng rác bên bên thùng rác bên Đức mà đi bới ra nuôi sống nhiều mạng người dưới, không hợp lý. Ổng nói nè, triệu phú nói là uy tín hơn tụi mày chiền xiền rồi, đúng chưa? Này triệu phú nói tức là ổng chỉ mua dầu để chiên cá thôi, chứ còn những cái thứ khác còn lại á thì đều có trong thùng rác, nên ổng còn mua gì nữa hết, ổng cứ đi móc rác là có đủ. Chưa nè, người ta lãng phí vứt đi nhiều thức ăn đến mức tôi có thể nuôi cả gia đình. Ví dụ mọi người mua một gói xúc xích ăn một cái rồi vứt phần còn lại. Ông kể với truyền thông nước này, vị triệu phú cũng dành phần lớn thời gian đi xe đạp nhặt những thứ mà người khác vứt đi đổi cho hàng xóm để lấy thực phẩm họ không cần dùng nữa.
Cha này biết buôn bán nhỏ nữa mấy em. Cha này biết buôn bán nhỏ nữa. Hèn lần đầu gây chú ý trên truyền thông và mạng xã hội năm 2021 khi có thông tin ông sở hữu 7 căn nhà và 2 căn hộ, đồng thời có khoảng 500.000 đô trong tài khoản ngân hàng. Nè cụ nè mấy em, cụ Hèn nè, cụ Hèn đây 80 tuổi. Cụ Hèn đi lụm đồ đây. Rồi xong rồi, ông Hèn B trước đây là kỹ sư điện, vốn có của một công ty viễn thông. Ông có lương hưu mỗi tháng gần 4.000 đô và khoản trợ cấp khác có 170 đô, nhỏ quá cho tiền thằng súp mua Tú. Ủa thằng Tú mua súp. Ông này có lương hưu 4.000 đô nha. Ông này có lương hưu 4.000 đô rồi đi móc bọc ăn. Phần lớn số tiền này được chuyển vào tài khoản tiết kiệm đó. Ai đã dành tiền nãy lần nào nói đâu rồi. Trung Quốc giàu hơn Mỹ vì Trung Quốc mới đi dành tiền đó. Thằng cha này đã dành thằng chúa nè. Thằng cha này đã dành chúa chưa. Ông chỉ dành hơn 5 đô mỗi tháng mua thực phẩm, trả tiền internet và không dùng điện thoại. Vậy chắc thằng cha ở nhà có laptop. Có 5 đô mua gì? Có 5 đô mua thực phẩm mà trời. Trả tiền internet bữa dữ. Các bất động sản Hèn sở hữu đều gần nhau để ông có thể đến đó bằng xe đạp. Ông thường tự tay sửa những thiết bị hư hỏng trong nhà vì không muốn trả tiền cho người ngoài khi có thể tự làm được. Con nhỏ nào mà giờ lấy thằng cha này là khỏi ăn được cắt nào luôn. Thằng cha này giữ tiền ghê thiệt mấy em. Hầu hết những bất động sản của ông đều để không vì thấy tiền cho thuê không trang trải được chi phí bảo trì tài sản bữa. Hơn nữa cũng không cần thêm quá nhiều tiền. Cái này mâu thuẫn nè. Đồ ăn thì keo mà giờ thì không cần thêm quá nhiều tiền. Mà cái câu mà nó là bất động sản không cho thuê, các bạn thấy nó vô lý. Ở bên Đức á, thuê nhà là chuyện rất là nhiều. Bạn bè bên Đức cũng nhiều lắm. Nó thuê nhà là chuyện rất là nhiều mà bây giờ ông có 10 cái nhà ông cho thuê. Ông để không, đọc tên đoạn này thấy thằng cha này bị thần kinh chỗ nào rồi nè. Không bình thường. Ông không có con hay anh em ruột thịt để trao quyền thừa kế, nên đến giờ vẫn sẽ không biết để lại tài sản này cho ai. Rồi qua cưới ông liền đi mấy em. Ông cho biết có một vài người họ hàng xa, nhưng họ không đủ khả năng trả thuế thừa kế. Thì bán nhà đi rồi trả. Rồi gì? Vợ triệu phú Dubai bị chỉ trích vì khoe giàu. Trời, nhỏ này 23 tuổi trẻ trâu mà sốc nổi, kệ nó đi. Nè, nhỏ này 23 tuổi vấp phải làn sóng chỉ trích đông đảo người dùng mạng khi khoe chi tiêu hết phải 2,5 triệu đô từ thẻ của chồng cho sức cá nhân. Mẹ thì cưới mấy con điên này chịu thôi chứ. Đó, vậy thôi mấy em. Ủa, ý kiến quá trời luôn. Anh nghĩ thế nào về ông triệu phú này trên góc độ của người giàu? Ông có tiền nhưng ông hơi bị khùng mày ơi. Khùng thấy mẹ chứ gì nữa. Ông ở tuổi già, người ta đi du lịch đi này nọ, đi lụm rác ăn xong rồi keo kiệt đủ gì cũng leo lên sửa rồi xong rồi quế nhất là cái nhà để không. Rồi xong rồi vợ con thì chả có, loser cha rồi chứ gì nữa. Sống chắc sao, vợ con nó mở không nổi luôn. Nói không phải đam ổng nhưng mà ổng rất là thần kinh. Đừng học theo lối sống của ổng nha mấy em. Tiền nhiều để làm gì? Ông nói giờ ông về với chúa, ông không biết để thừa kế cho ai kìa. Ông có người họ hàng xa mà tao đủ tiền ông thuế thừa kế. Nó vợ thì chưa có mà chó chưa nuôi luôn. Tức là ở cha nội này là cái hiện tượng lạ. Mà không ai cổ xí cái lối sống giống vậy hết. Lối sống tào lao gì. Nên tóm lại mấy em đọc cho vui hiện tượng tỷ phú homeless thôi nha. Ủa triệu phú homeless thôi, đừng bắt chước ổng. Sống kiểu đó anh đâu có binh đâu mấy em. Ông có bị điên sao á. Tất nhiên mỗi người có quyền, nhưng mà cách sống của ông không có lợi cho ông nào hết. Đối với đất nước cũng chả có lợi luôn. Không có đất nước nào khuyến khích mẹ mua 10 cái nhà quá không hết. Rồi so cho với thế hệ sau cũng chả có lợi gì luôn. Thí dụ như ông nói thừa kế gì bán hết tài sản cho quỹ từ thiện hỗ trợ tài trần hiếu học. Được đó khác. Còn đằng này nó không biết thừa kế cho, không biết để thừa kế cho ai. Có một họ hàng xa nhưng mà không đủ đóng tiền thừa kế. 80 tuổi được đi sửa nhà. Vừa phải thôi chứ. Ví dụ như cái hành vi sửa nhà, ông tháo vát, ông biết làm thì là đúng. Tuổi trẻ thì ông làm này nọ kia đi, ông mướn lao động cho người ta ăn chút đỉnh tiền đi cha. 80 tuổi leo lên sửa nhà tại vì không muốn tốn tiền cho người ta. Đó, nãy trong bài báo có đoạn đó đúng chưa? Thì xã hội sống gần cha này chắc khổ luôn. Của ông chỉ đi xin thôi à, chứ không cho ai hết á.